Porsche Cayenne 2024 có giá từ 5,56 tỷ đồng tại Việt Nam. Porsche Cayenne 2024 có động cơ mạnh hơn và nhiều trang bị mới. Xe được phân phối tại thị trường Việt với 5 phiên bản. Ra mắt ngày 20 tháng 9 và hiện trưng bày tại trung tâm Porsche Sài Gòn và Porsche Studio Hà Nội. Porsche Cayenne 2024 có hệ thống hiển thị và khái niệm vận hành được số hóa cao, khung gầm phát triển mới và các tính năng công nghệ tối tân. Về ngoại thất, phần đầu của Cayenne 2024 được tái thiết kế với phần về hình cánh cung nổi bật, nắp capo và cụm đèn trước hoàn toàn mới giúp nhấn mạnh chiều rộng. Đuôi xe chứa cụm đèn hậu tạo hình nổi khối 3D. Khung biển số tích hợp vào cản sau liền mạch với các bề mặt được thiết kế tinh gọn. Xe có thêm 3 màu sơn mới, đi kèm các gói trang bị thể thao tùy chọn giúp khối lượng giảm đến 33kg trên phiên bản Cayenne Quốc. La dăng có các kích thước 20, 21 và 22 inch. Porsche Cayenne 2024 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống đèn LED ma trận, Matrix LED. Ngoài ra còn có tùy chọn công nghệ HD Matrix LED hoàn toàn mới, gồm 2 module có độ sắc nét cao với hơn 32.000 pixel mỗi bên. Công nghệ chiếu sáng tiên tiến này cung cấp khả năng nhận diện các chủ thể khác và tự động điều chỉnh độ sáng đèn pha chính xác tới từng pixel giúp tránh gây lóa mắt chủ thể. Độ sáng cũng có thể được tinh chỉnh theo 1.000 mức độ khác nhau, thích ứng với từng hoàn cảnh trên đường. Porsche Cayenne 2024 cũng chứng kiến lần đầu tiên khoang lái của Cayenne được tái cấu trúc, gồm bản đồng hồ kỹ thuật số toàn phần 12,6 inch dạng cong và đứng độc lập với nhiều tùy chọn hiển thị, đi kèm màn hình trung tâm tiêu chuẩn 12,3 inch. Trên phiên bản nâng cấp giữa vòng đời này, Cayenne 2024 có bản đồng hồ hiển thị và khái niệm vận hành hoàn toàn mới. Các chức năng mà người lái thường xuyên sử dụng được bố trí dễ tiếp cận ở trên hoặc ngay cạnh vô lăng. Đơn cử như cần gạt phía bên trái sau tay lái có thêm chức năng vận hành các hệ thống hỗ trợ người lái. Cần chuyển số của Cayenne được tích hợp trên bảng điều khiển giúp tăng diện tích trống và tối ưu không gian. Hàng ghế ngồi trước có thêm màn hình 10,9 inch để điều khiển hệ thống thông tin giải trí và hiển thị các thông số vận hành. Một số trang bị đáng chú ý khác gồm hệ thống kiểm soát chất lượng không khí, tính năng giới hạn tốc độ chủ động, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, hỗ trợ vào cua, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống treo khí nén thích ứng. Porsche Cayenne 2024 có lựa chọn động cơ V6 tăng áp 3.0L, công suất 348 mã lực, mô men xoắn 500 nm, hoặc động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, 467 mã lực, 600 nm. Với riêng phiên bản Turbo GT, công suất động cơ V8 tăng lên 650 mã lực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.